Trước khi làm ban giám khảo nín họng, Huỳnh My đã khóc nghẹn trong khoảnh khắc bị out nhờ thực lực của mình. Cộng đồng mạng vừa xem vừa buồn cười. Tiên hôm nay Tiên mình làm rất tốt, nhưng mà luật chơi vẫn là luật chơi. Tiên buộc phải chọn hai cái tên. Tiên rất tiếc khi phải gọi tên chị My. Chị sao? Tuy nhiên chị ơi, chưa trả lời đâu. Chú phát lợi cuối cùng mà chị. Mình còn có câu hỏi thuyết phục ban giám khảo mà. Chưa chưa, nó cắt chơi hết. Không đẹp rồi sao người ta chọn mình được á. Em xin lỗi nhưng hai ngày vừa qua chị My đã rất là mất tập trung. Cái phần thể hiện của chị My so với những thành viên còn lại chưa đủ tốt. Nhưng em hy vọng rằng ngày hôm nay ban giám khảo có lời khen dành cho 3 trong 5 thí sinh của team mình. Và tôi nghĩ là 3 thành viên đó xứng đáng được an toàn. Đó là Sang, Nhi và chị Hồng.